Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Easy chuyên bán lẻ cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sức khỏe là vàng dược thảo PLS giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Free quay chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên mặt McDonald's app tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vừa dưới làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình cà phê sáng cuối tuần cùng với Nhiên và Đại Thái. À, chúng tôi vẫn tiếp tục đưa đến quý vị những cái thông tin vô cùng thú vị và kỳ lạ trong ngày hôm nay. À, nói đến cái vấn đề mà gọi là chúng ta phân biệt được giữa nam và nữ thì uh, ông trời ông hay lắm, có nghĩa là khi mà đàn ông người ta gọi là đàn ông thì rau hùm mày én hàm ngài, uh, rau rau hùm hàm én mày ngài đúng không vai năm tất rộng thơ mười thứ cao như quý vị nào chúng ta mà từng học văn rất là giỏi đọc qua những cái câu chuyện của nguyễn du truyện kiều đó thì chúng ta sẽ thuộc những cái câu đó có nghĩa là nam thì được cái cái là có râu có tóc này nọ rất là nhìn rất là oai dũng Mạc vui dạ đúng đôi lúc có những người đàn ông người ta không có râu <laughs> có nhưng mà nó bị lưu thư lớp thớt người ta nói là nhiều khi mà để rau mà chúng ta phải để cho oai để để cho phong đừng để thư thớt người ta tưởng vào cái gì đó thì lê thái không có tiền nói ra à, ngày hôm nay lê thái đưa đến quý vị thông tin là như quý vị xem ở trên màn ảnh thì quý vị thấy là cái anh chàng này đẹp trai không chị thấy anh chàng hai anh chàng trong đó đẹp trai đẹp trai không đẹp đàn ông đàn ông rất là đàn ông Nhìn có đâu mình. đẹp trai dạ vâng yes. và xin báo với quý vị cái cái người mà ngồi đứng ở phía bên phải của màn hình đó mà mặc cái áo màu xanh dương đó đó là một cái cô gái thưa quý vị wow. Wow. Thật sự đây là một cái thông tin mà lại thấy thấy vô cùng lạ trong mấy ngày vừa qua mà à, nó là một cái thông tin thú vị nhưng mà nó không vui thưa quý vị. À, vừa qua thì cái cô này tên là Mandip Kau, 33 tuổi ở bang Buchap đã kết hôn trong năm 2012 với ông xã của mình, với chồng của mình. Nhưng chỉ vài năm sau thôi thưa quý vị thì chồng cô lại bỏ đi lấy vợ khác vì cô gái này thưa quý vị sau một cái thời gian ở với chồng. Trước đây rất là xinh đẹp như chị hơn như hiện thấy mặt cô rất là xinh đẹp và tự nhiên là cô mọc râu ở trên mặt là ông wow. chồng ông tá hỏa tâm tin một ngày nào đó ông thấy từ vợ càng ngày càng giống một cái thằng đàn ông tự nhiên ông sợ quá luôn không không còn dịu dàng nết na nữa rồi wow. bỏ cô này thưa quý vị để đối phó với cái nỗi đau này thì cô Kau đã tìm đến Guwara đây là một cái nơi thờ cúng của những người theo đạo Sikh là được ban phước lành và những cái lời dạy cô bắt đầu học cách chấp nhận cái diện mạo mới sau nhiều năm cô sống trong đau khổ dằn vặt và sống trong cái sự lạ lẫm mà cô không hề muốn hiện tại thì người phụ nữ 33 tuổi này nói rằng là cô lại yêu cái vẻ bề ngoài của bản thân mình và từ chối cầu rau dù liên tục bị nhầm là nam giới cho đến khi là à, cô cất giọng lên thì người ta mới biết cô là nữ giới và hàng ngày thì cô cùng các anh trai chàng trai trong làng à, làm nông để mà trang trải cuộc sống và hình ảnh của KU lái xe máy quanh làng cũng trở nên quen thuộc với mọi người ở căn làng này và Madip Kau không phải là người phụ nữ đầu tiên mọc râu thưa quý vị. Uh, Alma Torres, 30 tuổi, sống ở Bronx, ở thành phố New York, Hoa Kỳ của chúng ta, cũng bị mắc chứng là hội chứng là buồn trứng đa nang từ năm 15 tuổi và khiến cô mọc rất là nhiều lông hay là râu ở trên mặt. Và nhưng sau 8 năm kiên trì cạo và tẩy lông thì Alam đã quyết định để râu rậm và lấy những cái trải nghiệm này để mà làm truyền cảm hứng cho những người khác và cô nói rằng là tôi yêu những khiếm khuyết trên cơ thể và mong mọi người cũng vậy yêu những cái khiếm khuyết trên cơ thể của cô tại trường đại học monash ở australia cho biết rằng cái tình trạng mà mọc lông bất thường cần phải đi kiểm tra y tế ngay và kem tẩy lông là cái sản phẩm chuyên dùng của chị em phụ nữ nhưng mà với các mà trường hợp đặc biệt như là mọc lông hoặc là mọc râu quá nhiều thì chúng ta nên cần điều trị y tế là lựa chọn hàng đầu để mà giải quyết các vấn đề mà mọc râu mọc lông à, theo nghiên cứu trong một những lý do phổ biến khiến lông mọc quá nhiều ở phụ nữ hay người ta gọi là cái chứng rậm lông là do hội chứng đa nang hay trong y tế người ta gọi là PCOS. Bên cạnh đó thì sử dụng một cái loại thuốc như là steroids đồng hóa cũng có thể là tác nhân nó gây ra những cái chứng là tự nhiên phụ nữ đang bình thường mà mọc râu mọc lông à, rất là rậm giống như cái cô gái này rất là tội nghiệp nhưng mà cô bây giờ có lại cô chấp nhận với cái hình hài bây giờ của cô và cô cảm giác là cô hạnh phúc với nó à, một ngày nào đó mà tự nhiên mình đang nằm ngủ. Tuy nhiên mà thức dậy mình thấy vợ mình giống như một thằng đàn ông chắc chết luôn. <laughs> Cũng tội nghiệp thôi. Dạ vâng, tôi rất là tội nghiệp nhưng mà mỗi người có mỗi cái hoàn cảnh khác nhau nhưng mà em nghĩ rằng cô tập cô tập sống như vậy là em muốn biết là cô chắc là cô đơn tại vì em nghĩ là sẽ không khó khi mà có một cái người đàn ông nào đến với cô trừ khi nào cái người đó là cái người giống như là cộng đồng Thương LGBT, yeah. LGBTQ người ta tưởng cô là đàn ông người ta thích. <laughs> đầu bây giờ mình thấy có nhiều cái trường hợp rất là lạ lùng thưa quý vị. Yeah. Cảm ơn Lê Thái thưa quý vị quý vị thấy cái nhi với lê nhi huyền và lê thái hay đưa đến đến những cái bản tin về kim cương thì ngày hôm nay nhi đưa cho quý vị đến có một cái kim cương màu nâu được gọi là big ugly thưa quý vị là nó xấu xí lắm mà đá lạnh mà nhìn là kim cương quý vị thấy nó nhìn nó như là cục đá đúng không đây là một cái vị khách đó là david addison ở thành phố Murfreesboro ở tiểu bang Arkansas đã tìm được cái viên kim cương màu nâu 3.29 carat tại công viên tiểu bang Crater of Diamonds, đã phát hiện ra viên ngọc vào cuối tuần vừa rồi. Ở trong đất ẩm ướt ở West Strain trong khu vực tìm kiếm kim cương rộng 37.5 mẫu anh ở công viên, và các kiểm lâm cho biết đây là viên kim cương lớn nhất được tìm thấy ở công viên năm nay. Và Addison cho biết đây là lần đầu tiên anh ấy đã đi vô cái kênh du lịch năm 2007 và anh ta đã vô trong cái công viên này để kiếm tìm, tìm kiếm và nay đã thực hiện chuyến đầu tiên của mình và sau đó đã tìm thấy một kim cương màu trắng 1.5 anh ta đã đào được rất là nhiều cái viên kim cương trước đó rồi thưa quý vị và anh ta nói rằng đã phát hiện ra hơn 400 viên kim cương trong 16 năm qua với 15 viên và trong đó có một những cái viên kim cương ít nhất nhất là nặng 1 carat một số phát hiện khác của anh ấy bao gồm kim cương màu vàng 383 383 carat và anh ấy dự định bán viên kim cương này và anh ta không nói là cái giá bao nhiêu hiện tại bây giờ và theo tháng 11 năm ngoái cũng có một cặp vợ chồng ở Minos Minosita đã phát hiện ra một viên kim cương 1.9 carat ở trong một cái sàn ướt gần khu vực ở phía bắc vào tháng 9 năm 2022, một người đàn ông ở Arkansas đã tìm thấy viên kim cương thứ 50 của mình vào năm 2022. Và theo cái trang web về cái cái công viên này thì người ta cho thấy người ta đã kiếm hơn 75.000 kim cương đã được tìm thấy tại công viên. Và một cái viên kim cương trắng cái màu hồng nặng 40.23 carat đó là cái viên kim cương nặng nhất mà đã được tìm thấy thưa quý vị. Thì những cái người này họ đi tìm kiếm viên kim cương thì cái viên kim cương này đã tìm được rất là nhiều những cái viên kim cương rất là lạ nhưng mà như cũng ngạc nhiên rằng anh chàng này có thể bán cái viên kim cương được bởi vì thường thường là hầu hết là khi mà họ kiếm được cái viên kim cương này ở tại tiểu bang đó thường thường là đưa vào viện bảo tàng và là thuộc của tiểu bang hơn. Lê thái không? Dạ vâng à, thuộc của nhà nước à, thuộc của nhà nước thuộc của chính phủ như là ở Việt phòng. Nam là thuộc của nhà nước rồi cái gì mà đào lên từ đất là của chính phủ hết mình đâu có được lấy đâu ha mà cho, cho là... ngày, Bởi bán. giờ cho nên hay bị lấy vậy. Cái <laughs> à, thưa quý vị ngày hôm nay Lê thái đưa đến quý vị bảy cái dấu hiệu mà để chúng ta biết được chúng ta nhận biết được là chúng ta đang bị mắc kẹt trong một cái cuộc sống à, bế tắc một cuộc sống chán chường à, đôi lúc chúng ta nhìn một người chúng ta tưởng là người đó người ta sẽ rất là hạnh phúc rất là viên mãn trong cái cuộc sống có nhà cao cửa rộng có tiền bạc có vợ chồng có con cái à, ăn vẫn cơm vẫn no đủ vẫn lái xe đi mỗi ngày vẫn về nhưng mà người ta mình không biết được là người ta có bị mắc kẹt ở trong cuộc sống hay không và đây là khi mà chúng ta mắc kẹt trong những cái lối mòn một vài một cái một vài thay đổi trong cái thói quen sẽ khiến cho chúng ta có thể làm tăng cái hạnh phúc hơn và năng lượng và sự sáng tạo hơn nếu như chúng ta thay đổi cái tư duy của chúng ta. Cái dấu hiệu thứ nhất là thưa quý vị, chúng ta không có mối quan tâm mới hoặc là không có bạn mới. Đây là một cái dấu hiệu mà khiến cho chúng ta trong vòng 6 tháng trong vòng 6 tháng mà quý vị mà không có bạn mới thì đây là một cái tín hiệu cho một cái cuộc sống cũ kỹ và nhàm chán. Khi đó chúng ta sẽ phải phát triển bản thân và lợi ích cá nhân và các mối quan hệ vì các mối quan hệ xã hội nó phát triển bằng một việc là nó có thể giúp cho chúng ta trao đổi những cái lợi ích cho cuộc sống. Cái thứ hai là cuộc sống thường xuyên bị hỗn loạn. Cách chúng ta làm việc, ăn uống, tiêu tiền, tận dụng thời nay hay là điều hành gia đình có liên tục hỗn loạn hay không? Đó là một trong những cái câu hỏi mà chúng ta nên cần đặt ra để mà chúng ta tối giản hóa hoặc thực hiện các hành động để mà cho cuộc sống chúng ta nó bình an lại. Cái thứ ba là chúng ta không tận hưởng cuộc sống gia đình. À, trong cả mối quan hệ lãng mạn hoặc là nuôi dạy con khi mọi thứ là trở nên tồi tệ hơn đi theo cái mô hình điển hình đó thì cái sự tích cực nó giảm xuống cái hành vi và có vấn đề trong gia đình nó sẽ gia tăng lên khi đó thì chúng ta cần thực hiện các bước cải thiện và cùng nhau cùng với người đối phối ngẫu của mình để mà thực hiện nhiều cái sinh hoạt thú vị à, dành cho cuộc sống mới lạ và đầy thử thách cái thứ tư đó là các bạn sẽ thấy là thời gian nó trôi chậm lại khi mà chúng ta thấy về nhà cái thời gian ủ sao nó chậm quá thì đó là nó cũng là một cái dấu hiệu của cuộc sống nó chán chường cái thứ năm là không thực hiện được sở thích trong nhiều tháng hoặc nhiều năm đôi lúc chúng ta quay về nhà chúng ta nói ủ sao tôi thích học đàn hoặc là chúng ta, tôi thích đi du lịch mà trong suốt những năm qua tôi không có thực hiện được đó là một trong những cái dấu hiệu cuộc sống của quý vị đang bị nhàm chán và chúng ta nên cần thay đổi cái tiếp theo đó là luôn tiếp cận công việc theo cùng một cách là khi quý, quý vị mà không tiếp cận công việc theo một nhiều cách thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống nó chán chường hơn ngày nào cũng đi làm điều đó đi về giờ đó rồi làm những cái công việc đó thì sẽ khiến cho cuộc sống chúng ta ngày càng bao rình và chán chường và cuối cùng là kết thúc một ngày mà chúng ta không thấy có một cái giá trị gì cả đó là một trong những cái dấu hiệu mà chúng ta thấy rằng là về nhà thấy một ngày qua không có ít gì cả làm việc về rồi đó thấy cuộc sống nó trôi đi sáng dậy phải đi làm tối về lo cho gia đình rồi cuộc sống nó trôi qua như vậy và Lê Thái nghĩ rằng là rất là nhiều cái vấn đề rất là nhiều người rất là nhiều gia đình người ta đang nằm trong cái cái hoàn cảnh đó mà người ta không biết thành ra đây là bảy cái dấu hiệu mà Lê Thái nghĩ rằng là khi mà chúng ta thấy những cái thay đổi này trong cuộc sống thì chúng ta nên tìm cách chúng ta sửa chữa lại để cho cuộc sống của chúng ta nó thú vị hơn nhất là trong mối quan hệ cha mẹ vợ chồng, vợ chồng. bạn bè con cái và trong công việc đó thưa quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 3 cà phê sáng cuối tuần. Như Hiền và Lê Thái, xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo và một số thông tin thương mại bảo trợ trên đây.